À, xin mến chào cô chú chị, em là Điền đây. Chào mừng cô chú chị đến với kênh Nhà đất Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay em Điền sẽ giới thiệu tới cô chú chị một lô đất mà nằm ngay xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị, mà nó có diện tích là 2.600 m² anh chị, mà giá chỉ có là 1 tỷ 6 thôi, có 28 mét mặt tiền nha anh chị. Trước mặt cô chú anh chị mình đây là cái đường nhựa, đường này đi ra được tỉnh lộ 328 nha anh chị. Từ đây mà đi ra 328 thì khoảng một cây số thôi, mình ra tới đây ngã ba mình rẽ phải là mình đi ra 328 anh chị. Rồi xung quanh đây thì khu dân cư cũng khá là vừa chứ cũng không đông lắm, hơi thưa thôi, tại vì chủ yếu là đây người ta toàn là rẫy với vườn ở đây á, người ta làm nhà trên đất vườn luôn. Rồi cái hướng này nè là cái hướng mình đi ra lại quốc lộ 5 được nè anh chị, đường này đi ra quốc lộ 5 được nè. Em đi sẽ giới thiệu tới cô chú chị một lô đất đây của mình là sẽ nằm đường đất này anh chị, thì từ cái vị trí đường nhựa này đi vô khoảng 100 mét thôi là tới đất của mình. Thì cái đường đất của mình rộng là khoảng là 5 mét hay 6 mét gì anh chị, nói chung là ô tô đi thoải mái anh chị. Bây giờ em Điền sẽ chạy vào đây cho cô chú anh chị mình được thấy lô đất mình ha. Rồi đây cô chú chị ơi, cái lô đất của mình đây thì cái đường của mình là đường hiện hữu nha anh chị, từ bên cái rào đó nha qua bên này đây rộng khoảng là 5-6 mét gì đó, cũng là tương đối rộng đó. Đây cái lô đất của em Điền muốn giới thiệu tới cô chú chị mình đây ha, là cái ranh đất mình là từ giáp cái rào này, rào nhà này đó. Mình sẽ qua bên này anh chị, 28 mét mặt tiền đường này anh chị, này là đường hiện hữu nha anh chị. Đây qua tới cái đường D này, cái đường ranh đất để người ta ấy này, và nó uốn sẽ uốn dưới đây xíu và nó thẳng lui về nó cong qua anh kia ha, qua cái đám trà đó anh chị có thể thấy cái đám trà đằng sau đó. Đó là của mình là có là 2.600 mét vuông anh chị. Hiện tại cái đất mình á là như thế này anh chị, em để em giải thích cho cô chú chị mình xíu. Bây giờ hiện tại đất mình là đang trồng lúa nước và đất quy hoạch có một miếng ở phía này nè sẽ là quy hoạch đất lúa nước, nhưng mà đất kế bên này, mấy cái đám ruộng kế bên này thì đã là hiện là quy hoạch đất cây hàng năm khác rồi, và bên này cũng vậy, nhà bên này cũng vậy, cũng là đang là đất quy hoạch hàng năm khác thôi, cũng chưa có thổ cư đâu. Thì cái đất mình nó đặc biệt như thế này, cái đất mình á có một cái khúc nằm phía sau đất mình á, phía đuôi á là có khoảng là 200 mét vuông á là quy hoạch là phủ hồng á anh chị, nên là mình chuyển mục đích mình lên thổ cư được cái phần phía sau đó. Phía sau đó tại nó giáp với cái nhà đằng kia á, nên là nó cũng dính một xíu, có nó lây xíu phủ hồng của mình, nên là đất mình có một phần lên thổ cư được nha anh chị. Thì cái đất lúa của mình nếu mà cô chú anh chị mà mua đất lúa á thì nó sẽ khác với lại mua cái đất mà đất bình thường, đất cây lâu năm hoặc đất thổ cư á, thì mua mình cứ thủ tục đơn giản cũng bình thường là sổ khẩu và chứng minh nhân dân giấy kết hôn, nhưng mà riêng cái đất lúa này mình phải làm một cái giấy nữa là giấy xác nhận sản xuất nông nghiệp anh chị, thì mình xin tại địa phương anh chị ơi. Bây giờ cái giấy đó thì xin cũng khá là đơn giản, cái giấy đó mình xin lên chính quyền địa phương á thì mình xin cũng giống như cái giấy độc thân anh chị, xin cũng khá đơn giản anh chị. Mà ở trong phía trong này anh chị, ở trong phía này nè, cái khu vực này trong này có một cái nhà hàng, cái kiểu là cái quán ăn uống, cái quán được gọi là cái quán ao san Trúc Quỳnh, cũng là vừa ao san vừa câu cá này và vừa ăn nhậu trong đó anh chị. Và có một cái nhà hàng câu cá bên này nữa.
cội nguồn á, cái tên của nó là cội nguồn á anh chị. Đó, cũng là có nhà hàng câu cá trong này. Nói chung là cái chỗ vị trí của em Đì đang quay đây á là cũng không có xa lắm đâu. Từ vị trí này mà cách ra tỉnh lộ 328 thì cũng khoảng một cây số thôi. Này không có hoang vu đâu nha anh chị. Xíu em Đì sẽ bay lay cam lên cho cô chú anh chị mình có thể quan sát cái quanh bất động sản mình có những cái nhà xung quanh đây đang ở. Anh chị ơi, em nói nữa là có một cái con đường này nè anh chị. Có một cái con đường sẽ quy hoạch nối tiếp với lại cái con đường hiện hữu của mình đây ha. Nó sẽ bắn thẳng ra lại quốc lộ 5 luôn. Xíu em sẽ bật cái quy hoạch lên cho cô chứ anh chị mình thấy luôn ha. Như anh chị đã biết thì cái chỗ xã Phước Tân sẽ giáp lại thị trấn Phước Bủ. Thì em đang ở cái đoạn này, đang ở vị trí này là ở giữa của xã Phước Tân anh chị. Từ đây mà chạy xuống trung tâm xã Phước Tân thì khoảng là 2 cây số anh chị. 1 cây số ra tỉnh lộ 328 và 1 cây số xuống trung tâm xã Phước Tân anh chị. Và cái vị trí này mà từ Sài Gòn cô chú chị có thể xuống đây khoảng là 2 tiếng rưỡi anh chị ơi. Và đây là từ đây xuống biển Hồ Tràm cũng khá là gần, khoảng là 15 phút thôi, 15 phút đi đường đi xuống biển Hồ Tràm. Cô chú anh chị nào mà có quan tâm tới bất động sản này thì hãy cứ liên hệ với em Điền sẽ dẫn cô chú anh chị mình đi xem thực tế cái bất động sản này. Rồi em xin kính chào và hẹn gặp lại. Cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ em Điền nha.